mình em nhé. Hôm nay mình làm video so sánh về giữa mua VPS và bán VPS. Thì video này mình so sánh giữa hai việc là mua VPS và bán VPS nhé. Bán VPS thì mình có thể là quy ra là người mua tài khoản đấy. Thì hai cái này nó có ưu nhược điểm gì? Thì mình sẽ làm video này để so sánh. Thì về mua VPS, đầu tiên là cái ưu điểm của mua VPS là sẽ được bảo hành nhé. Nếu mà VPS mà bị sập mà bạn không không làm gì gọi là vi phạm cả thì bạn sẽ được bảo hành đến khi VPS hết hạn luôn. Thì điều thứ hai là bạn sẽ được cài đặt sẵn, chỉ việc sử dụng thôi, thì bạn không cần phải có kiến thức gì về VPS hay máy tính cả. Thì bạn sẽ được cái người bán VPS cài đặt sẵn luôn nếu mà bạn có nhu cầu. Thì cái thứ ba là bạn được quyền yêu cầu hỗ trợ, ví dụ như bạn muốn cài thêm hay là gỡ đi hay là chuyển treo game khác, hay là đây là mình nói VPS treo game là chủ yếu nhá. Thì ví dụ như treo game khác thì bạn cũng có thể yêu cầu người bán VPS là có thể cài đặt hộ bạn. Và điều thứ tư là bạn có thể mua lẻ, mua một cái VPS thôi thì cũng mua được. Về nhược điểm của mua VPS thì sẽ là chi phí để sở hữu VPS sẽ cao hơn so với mua tài khoản, tức là người bán VPS cho bạn đấy. Cái người mà mua tài khoản sẽ là người bán VPS cho bạn, không chủ động cài đặt được, setup theo sở thích được nhá, khó làm số lượng lớn. Cái cuối cùng là có khả năng bị lừa đảo nếu không tìm được chỗ mua VPS uy tín. Tiếp theo là về phần người bán VPS tức là người đi mua lại cái tài khoản xong rồi tạo VPS cho các bạn. Thì người người bán VPS thì có cái ưu điểm là được làm chủ VPS này, quản lý và cài đặt số lượng lớn nhanh gọn. Tức là ví dụ bạn có một cái VPS nhá, một cái VPS đầu tiên bạn đã cài đặt các phần mềm vào đấy rồi. Nếu bạn làm số lượng lớn, bạn muốn khoảng 10 cái VPS sau nó giống hệt như vậy, nó có các phần mềm mà các bạn đã cài đặt rồi, thì đối với người mua tài khoản thì các bạn sẽ có thể sao chép được ra rất nhiều VPS khác nó giống hệt như vậy, thì các bạn chỉ cần cài một lần thôi, hoặc là các bạn có thể quản lý nó dễ dàng hơn. Và cái ưu điểm nữa là giá thành thấp hơn rất nhiều so với các bạn đi mua VPS. Mình nói giá thành thấp ở đây không có nghĩa là cái tiền mua tài khoản sẽ thấp. Cái tiền mua tài khoản có thể nó sẽ cao hơn tiền mua một cái VPS nhá. Nhưng mà một cái tài khoản nó lại có thể tạo được nhiều cái VPS con ở bên trong đấy. Cho nên tính tổng ra thì nó sẽ rẻ hơn so với các bạn đi mua lẻ VPS. Về nhược điểm thì các bạn đi mua tài khoản các bạn không được bảo hành. Các bạn không được bảo hành đâu. Nếu mà các bạn đang dùng cái tài khoản đấy tạo VPS nó bị lăn ra chết chết đai hay là bị suspend gì đó, nói theo ngôn ngữ ở bên mua bán tài khoản, thì tài khoản bị suspend thì các bạn không được bảo hành nhá. Các bạn phải chịu rủi ro đấy, cần nhiều vốn nếu muốn làm số lượng lớn và bán VPS. Thì cái vốn lớn này thì nó cũng tương đương với lại là các bạn phải chịu được cái rủi ro. Nếu mà các bạn chịu được rủi ro thì các bạn mới bán được tài khoản, bán được VPS. Chứ các bạn mà bị sập VPS phát, sập tài khoản, suspend tài khoản mà các bạn bùng luôn, các bạn chạy luôn thì là các bạn lừa đảo, là các bạn không thể làm được cái nghề này nhá, không làm được nghề này. Mua tài khoản này thì vẫn có khả năng bị lừa nhưng mà sẽ có khả năng là ít hơn, tại vì nếu mà một khi các bạn đã mua ở một chỗ uy tín rồi thì các bạn có thể cứ tiếp tục mua ở chỗ đó, tránh rủi ro nhá. Thì hai cái này đều vẫn có khả năng bị lừa đảo thôi, nhưng mà nếu mà các bạn mua quen ở một chỗ rồi thì các bạn cứ mua ở chỗ đấy thì sẽ không bị lừa đảo nữa. Phải cái nhược điểm tiếp theo là phải hỗ trợ khách hàng mua VPS của mình ấy cả ngày lẫn đêm, gần như là như vậy, 24/7, gần như là các bạn không có ngày nghỉ luôn.
từ thứ hai đến chủ nhật gần như không có ngày nghỉ, tại vì VPS mà cứ sập, cứ có lỗi thì các bạn bắt buộc là các bạn phải hỗ trợ khách hàng thôi, các bạn lại phải tạo lại VPS. À, dễ gây các bệnh về mắt, về cuộc sống, mất ngủ, đau dạ dày, hoảng sợ nếu VPS sập lúc nửa đêm. Thì cái dòng cuối cùng này là cái kinh nghiệm của mình đấy nhá, tại vì mình đã từng trải qua những cái cảm giác như thế này rồi. Mình một ngày ngồi máy tính phải đến bao nhiêu tiếng nhỉ, chắc phải 18 tiếng, trừ lúc ngủ ra là mình sẽ ngồi nhìn máy tính cả ngày để làm sao để hỗ trợ khách hàng, để hỗ trợ khách hàng này, để bán VPS này, bán tài khoản này. Thì các bạn có thể là nửa đêm khách kêu sập VPS, các bạn cũng có thể phải dậy phải hỗ trợ khách là chuyện bình thường nhé. Đấy, khi mà các bạn bán VPS thì các bạn sẽ, nếu mà bị sập nhiều, các bạn sẽ dễ dẫn đến tình trạng là hoảng sợ mỗi khi nghe khách báo sập. Mặc dù mình đã trải qua cái việc sập VPS này nó nhiều lắm rồi, hàng nghìn cái rồi, nhưng mà nếu mà bị liên tục nha, một khoảng thời gian mà bị liên tục thì sẽ dễ gây hoảng sợ ấy. Thì tiếp theo thì mình phân tích đến về phần đối tượng của người mua VPS thì là người dùng để treo game, để treo tool hay làm cái việc gì liên quan trên VPS. Những người mà mua VPS này thì không cần các kiến thức về VPS cũng như máy tính. Người mua này thường là người đi làm công ăn lương hoặc là học sinh. Những người mà ví dụ họ không muốn dành quá nhiều thời gian để mà tìm hiểu về VPS để làm cái gì. Họ chỉ cần thuê VPS này về để treo game hay là chơi game mà họ yêu thích thôi. Họ không cần quá quan tâm nhé. Về người mua tài khoản, tức là người bán VPS ấy, thì đối tượng là người kinh doanh, ví dụ như mình cũng là một người kinh doanh, thì ngoài VPS treo game ra thì mình bán VPS treo tool nữa. Người cần số lượng lớn VPS nhé, ví dụ như các bạn cần rất nhiều VPS để đào coin chẳng hạn, mình đây là mình ví dụ thôi, cần rất nhiều VPS thì các bạn nên mua tài khoản, chứ các bạn đừng mua VPS. Các bạn mua tài khoản các bạn sẽ giảm được rất nhiều chi phí nhé. Về đối tượng này thì cần phải biết các kỹ năng cài đặt và vận hành VPS cũng như máy tính. Nếu mà nó có gặp lỗi thì các bạn biết lỗi mà sửa, biết cách để mà sửa nhé. Thì về cơ bản thì máy tính và VPS nó cũng giống nhau thôi, nó không khác nhau nhiều lắm. Cách sử dụng cũng như các cái lỗi ấy. Đối tượng này thì mình đã nói rồi, là ví dụ như mình là người thất nghiệp đi bán VPS đấy, như cái thằng VPS lằng lá. Và đối tượng nữa của người mua tài khoản là người muốn tìm hiểu mày mò tự, tức là tự tay sở hữu cái VPS và cài đặt nó từ đầu đến cuối, hay vọc vạch về công nghệ, và học sinh sinh viên thường thì sẽ là học sinh cấp 3 và sinh viên hơn nhé. Tại vì hai cái đối tượng này thì có nghĩa là cũng có một khoảng kiến thức về VPS cũng như máy tính rồi ấy. Thì mẹ sinh viên thì sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn, nên sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu cũng như tay máy về VPS. Thì video này mình làm để so sánh giữa mua VPS và mua tài khoản thì nó khác nhau cái gì và ưu nhược điểm. Nếu các bạn thấy quan tâm về chủ đề này thì mình sẽ làm thêm, các bạn nhớ comment ở dưới video nhé. Những cái câu hỏi nào các bạn hỏi thì mình sẽ làm video tổng hợp để trả lời sau nhé. Chào tạm biệt các bạn.